Mẹ ruột lên tiếng về việc Mạnh Quỳnh bỏ rơi Cẩm Diệu về Việt Nam tưởng nhớ Phi Nhung. Phi Nhung Mạnh Quỳnh được biết đến là một trong những cặp song ca ăn ý nhất của dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero. Mạnh Quỳnh từng chia sẻ rằng Phi Nhung là người bạn thân thiết ngoài đời của anh, là bạn diễn người tình sân khấu mà luôn trân trọng. Hơn 20 năm tri kỷ từ đây sân khấu vĩnh viễn vẫn bóng một người quen nhau từ những năm 1995 nhưng phải đến năm 1999, thương hiệu cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh mới đầu ghi dấu ấn sâu đậm trong tim khán giả. Trong ký ức của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung bước chân trên con đường ca hát khi Mạnh Quỳnh vẫn còn là trợ lý cho một trường học ở Mỹ. Anh vẫn nghe Phi Nhung hát và say mê giọng hát ngọt ngào của cô gái nhỏ. Sau này bé duyên với âm nhạc gặp nhau ở phòng thu, cả hai cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Phi Nhung từng kể trong ký ức ngày đầu gặp, Mạnh Quỳnh ôm nhách ôm nhom, Phi Nhung thích con trai mạnh mẽ, đánh võ ốm yếu như ông Quỳnh là không. Còn Phi Nhung cũng chẳng yếu điệu thục nữ không phải gu của Mạnh Quỳnh, chẳng ai ngờ cặp đôi ấy sau này sẽ trở thành huyền thoại trong dòng nhạc trữ tình diễn cùng nhau trên hàng trăm sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài nước, sự kết hợp ăn ý, mùi mẫn của phi nhung mạnh quỳnh khi thể hiện các ca khúc liền khúc như thành phố buồn, tầng cổ giao duyên, lại nhớ người yêu, sầu tím thiệp hồng, hai đứa nghèo là điều khó có cặp đôi sông ca nào có thể làm được. trên sân khấu khi họ là cặp tình nhân, khi họ là vợ chồng lấy đi bao nụ cười nước mắt của khán giả. giờ đây mạnh quỳnh mất đi người bạn thân thiết, sân khấu từ đây vẫn bóng một nữ nghệ sĩ tài hoa. Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thành Dũng sinh năm 1972 tại Biên Hòa, là một hiện tượng trong làng ca nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Mạnh Quỳnh thường song ca với nhiều ca sĩ nổi tiếng như Phi Nhung, như Quỳnh, Hương Thủy, Tâm Đoan. Ca khúc thành công của anh là Vợ tôi, Bến sông chờ, Viết thư tình, Vòng những cưới, Người phù kéo mò câu, Tình nghèo có nhau. Mạnh Quỳnh là một hiện tượng trong làng ca nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Điểm đặc biệt là trong thời gian đầu tiên tuy anh chưa xuất hiện trên video, nhưng tiếng hát của anh đã được mọi người biết đến ngay khi tung ra CD thứ ba. Một điều may mắn cho Mạnh Quên là anh được mẹ khuyến khích nhiều trên con đường nghệ thuật. Vào tháng 9 năm 1992, Mạnh Quỳnh cùng mẹ sang Mỹ sinh sống. Trong gần 2 năm ở New York, Mạnh Quỳnh vừa đi làm ở một hãng điện tử vừa đi học thêm anh Văn vào buổi tối. Chỉ có hai mẹ con đùm bọc nhau nên Mạnh Quỳnh phải tạm bỏ dở vì học hành cuối cùng hai mẹ con quyết định rời về, về tiểu bang minnesota và sống cho đến nay tại đây mạnh quỳnh ghi tên học ngành điện toán song song với việc học về sáng tác luyện thanh và guitar tại nhà do giáo sư người mỹ hướng dẫn chỉ khoảng một năm sau trong những lần hát giúp vui cho đám cưới mạnh quỳnh đã được sự khuyến khích của bạn bè và anh đã thu một số nhạc phẩm và gửi sang trung tâm người đẹp bình dương giám đốc trung tâm đã mời anh ký hợp đồng ngay sau đó và anh đã chính thức bước chân vào con đường ca nhạc từ năm 97, Mạnh Quỳnh bắt đầu được mời xuất hiện trên những chương trình video do Trung tâm Tình thực hiện. Sau vài lần đầu tiên góp mặt, Mạnh Quỳnh nhận được nhiều lời mời đi trình diễn tại khắp nơi có người Việt cư ngụ. Mạnh Quỳnh cho biết chỉ có một người bạn gái thân là nữ ca sĩ Phi Nhung, cũng là một nữ ca sĩ trẻ được nhiều người mến mộ qua loại nhạc trình bày giống Mạnh Quỳnh. Cả hai vẫn thường đi lưu diễn chung và tỏ ra rất ăn ý trong những nhạc phẩm trình bày song ca. Thời đỉnh cao của cặp đôi là những năm 2000 đến 2007, có thời điểm họ cùng đi show 10 lần mỗi tháng, con số được xem là khủng tại thị trường hải ngoại. Sự kết hợp ăn ý trong những ca khúc tình cảm và khai thác thế mạnh chung về tân cổ giao duyên đem lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Song ca quá ăn ý nên nhiều người mặc định Mạnh Quỳnh Phi Nhung là tình nhân ngoài đời. Mạnh Quỳnh từng nhiều lần giải thích về mối quan hệ này. Đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết, nhưng nói chính xác hơn là mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ. Có thể do chúng tôi đã quá hiểu nhau, diễn quá ăn ý tình tứ với nhau trên sân khấu, nên không thể yêu nhau ngoài đời thật. Bởi nếu thật sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn chúng tôi sẽ rất ngượng ngùng mất tự nhiên khi làm những hành động như nắm tay ôm ấp trước khán giả. Hơn nữa tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dừng phù hợp để không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép, nam ca sĩ đã từng trình bày.